13 tháng 9, Đảng quỹ, Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hà Phú tổ chức vận động quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai các tỉnh phía Bắc. Sau khi nghe ông Trương Tấn Hả... Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn A Phú, đọc lời kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ của ban thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quỹ Phú. Cán bộ, công chức, dân người hoạt động không chuyên trách, thị trấn, đồng hộ ít nhất một ngày lương hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Gia Kỳ gây ra. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Bình Lâm, bí thư đảng quỹ, chủ tịch quỹ ban nhân dân thị trấn, ghi nhận tấm lòng của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, bí thư đảng quỹ, chủ tịch quỹ ban nhân dân thị trấn yêu cầu ban nhân dân các khóm gửi trực tiếp lời kêu gọi của ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đến các doanh nghiệp các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để biết thông tin tiếp nhận khi có quyên góp ủng hộ